Hello, xin chào mọi người nha, mình là Kit đây. Bây giờ đó, Kit sẽ lên cái shop của Kit.vn để mà mua một vài cái nick Refi đó tặng cho mọi người nha. Lâu rồi Kit không có tặng quà cho mọi người nên là hôm nay mình sẽ mua một vài cái nick Refi VIP á, mình tặng cho các bạn nha. Thì đây là shop của Kit.vn nha mọi người. Kit thì chỉ một shop này thôi. Shop này là shop của Kit.vn mà nhiều ông hay đọc bừa bữa là shop của anh Kit.vn đó. Mình đọc là shop của Kit.vn nha, chứ không phải là shop của cô anh Kit đâu. Cái shop của mình thì hiện tại bây giờ có rất là nhiều cái nick Refi mọi người. 1000 mấy nít lượng, nên là bạn nào mà có nhu cầu về nít Refi á, thì phần mai thì lên shop ủng hộ Kit nha. Rất là nhiều nít mọi người, chắc mình kiếm lâu lắm ấy. Mình sẽ chọn ra một vài cái nít, sau đó mình sẽ show cái hạt sau cho mọi người nha. Mình vừa chọn được hai cái nít VIP mọi người, cũng khá là ok đó. Một tí nữa Kit sẽ show cái tên và cái badge cho mọi người đăng nhập nha. Ai nhanh tay được nha. Bây giờ thì Kit sẽ thử phần mai đi, Kit kiếm ít kim cương trước. Bây giờ hôm nay đó, trong game của mình có một cái vòng quay rất là hot luôn mọi người. Vòng quay kim sư điểu ra 4 cái khẩu M4A1 cực kỳ đẹp luôn. 4 cái skin đẹp nhất của khẩu M4A1 mọi người. Sự kiện đấy thì mình còn đổi được cái cây AK rồng lửa này, Scar tình yêu này, XM8 quái thú này, rồi MP40, M1014, rồi cái gì mà tùm lum hết mọi người, tùm lum súng VIP hết trơn luôn á. Trời ơi. Phát đầu tiên ra 10k kim cương luôn. Quá xịn sò mọi người. Quá ghê luôn. Ba cái vòng quay này của shop nè mọi người, nó cũng hên xui lắm mọi người. Lúc hên lúc xui. Cái bữa nó hên lắm, quay trúng hoài luôn. Còn cái bữa thì nó xui á, quay hụt hoài mọi người. Nó hên xui mai rủi mọi người. Thành ra người ta mới kêu là thử vận may á. Mà không biết sao ông Kit suốt ngày ông Kit lựa được cái ngày hên không mọi người. Mình lựa trúng ngày hên mình quay mà, quay toàn trúng mà. Hên dễ sợ luôn. Rồi, hụt chắc luôn rồi. Tại 100 kim cương hôm nay. Rồi, thấy chưa, mình nói rồi mà. Quay một tí là trúng nữa này. 10k kim cương mọi người. Là được 20.000 kim cương nữa nha. Cái vòng quay kim sư điểu đấy thì mình sẽ quơ hết 4 khẩu súng luôn. AK rồng lửa thì mình có rồi mọi người. Scar tình yêu thì mình có rồi. Đấy, là đúng rồi nè mọi người. 30k kim cương á. Quá xịn sò, quá nhẹ nhàng luôn. Hôm nay hên mọi người, hôm nay hên quay trúng nhiều. Còn bữa nào xui thì quay không trúng. Mọi người chuẩn bị máy móc thiết bị đăng nhập hết chưa? Nhanh tay thì còn chậm tay thì mất nha. Đây, nick đầu tiên của mình đây. Cái dòng đầu tiên là tên đăng nhập nha. Dòng thứ hai là password nè. Dòng thứ ba là code mọi người. Code Wi-Fi yêu cầu. Ý bên Facebook yêu cầu chứ. Đó, ạc thứ nhất nha, 300k. Ạc thứ hai đây, ạc siêu VIP nha mọi người. Đấy thì cái đầu tiên là cái tên đăng nhập này, cái thứ hai là bot, cái thứ ba là code. Đó, cực kỳ VIP đấy nha, ai nhanh tay thì còn. Mình vừa rút xong 30.000 kim cương mọi người, rút mỏi tay luôn. Nhưng mà nó mới về được có 5.900 kim cương à. Còn lại 24.000 kim cương nó chưa có về. Do hệ thống đang xử lý mọi người, xử lý hơi chậm. Mình đặt trước theo vô cực này. Thế vô cực mùa sau á, là nó tặng cho mình được cái chảo chống dính này mọi người. Siêu đẹp ha. Chảo quỷ dữ. Đấy, phong cách quỷ dữ mọi người. Cái này bộ đồ này là theo cái người anh em của quỷ gia xoa. Đúng rồi, rất là giống luôn. Đây thì mình sẽ quay thử vòng quay siêu phẩm cho mọi người coi nha. Vòng quay siêu phẩm kim sư điểm mọi người. Cái này là skin đẹp nhất của cái khẩu M4A1 này. Chỉ số rất là mạnh nha mọi người. Vừa đẹp vừa mạnh luôn. Bốn khẩu này cực kỳ mạnh luôn. Cái này mà mình lượm được cái bong bóng màu đỏ đó, các bạn dùng bong bóng màu đỏ này để mà đổi cái cây AK rồng lửa nha. Rồi cây skin Scar tình yêu này, XM8 quái thú nè, M70 cơ khí nè, M1014 để mắt tử thần nè, M1887 nè, rồi pha mắt thần khí nè. Trời ơi, nói chung là tùm lum súng VIP hết trơn bà con ơi. Gì đâu mà súng VIP không à mọi người. Sự kiện này hơi bị lớn đó nha. Đó, mình sẽ đổi kim sư điểu trước nha. Khẩu này là khẩu mạnh nhất hay sao này. Đó, bây giờ đổi khẩu xanh luôn. Bong bóng xanh á, thì mình dùng để đổi súng M4A1 nha mọi người. Còn bong bóng đỏ thì mình dùng để đổi AK rồng lửa. Ồ, trúng nè mọi người. Đấy. Như vậy Kit đã được 3 khẩu súng rồi. Còn một khẩu nữa, khẩu màu tím nữa mọi người. Lấy nốt luôn. Để coi nào. Chắc là đổi bong bóng rồi. Hồi nãy chưa có được bong bóng đỏ mọi người. Bong bóng đỏ hơi khó ra. Rồi, ok. Như vậy là đủ 4 bộ nha, 4 khẩu nha. Đấy nè, bong bóng đỏ nè. Hình như là chỉ được một cái mọi người. Một cái thôi. Mình nghĩ chắc là các bạn sẽ, nếu mà trúng cái này các bạn sẽ đổi cái khẩu AK rồng lửa quá ha. Mấy cái skin ở đây là Kit có hết rồi mọi người. Nên là mình không cần bong bóng đỏ làm cái gì. Hồi nãy giờ mình quay là 4.700 kim cương mà trừ thẻ vô cực ra mình đặt là 600 kim cương. Thì tức là Kit tiêu hết là 4.100 kim cương ha. Không ra cái bong bóng đỏ nha mọi người. Rất là khó ra đấy. Hôm nay mọi người cùng Kit xem một cái đoạn video highlight mới của C4 nha. Mình thấy là dạo gần đây đó, C4
C4 gọi là làm mưa làm gió khá là nhiều cộng đồng DeFi của chúng ta luôn. Bởi vì bên này bắn lên trình khá là nhiều mọi người. Bắn gắt hơn hẳn luôn. Bắn hay hơn hồi xưa nhiều mọi người. Hồi xưa kỹ năng tốt này bây giờ cũng tốt hơn nữa. Kêu tâm cũng ghê hơn nữa. Bây giờ bắn one shot ghê quá. Đấy, one shot shotgun mọi người. Lâu rồi Kit không có review cái video nào của C4K mọi người. Nên là hôm nay làm video cho mọi người coi nha. Headshot, hay quá. Mình không biết là các bạn xem video này chưa. Video này mới của C4 này. Ui, trời ơi. Căng vậy. Một phát spot 12. Trời ơi. Chú cha. Ô, ba kill mọi người. Quá là ghê mọi người. Trời ơi, cái pha này hơi bị đỉnh nha. Rồi rồi, 4 kill này. Hay quá. Quá dữ mọi người. Quá đẳng cấp luôn. C4 bây giờ bắn one shot ghê quá. Bơm keo ngồi này. Quá hay luôn. Lâu rồi Kit không có review video nào của C4 cho mọi người coi á. Nên là hôm nay các bạn xem á, các bạn cho Kit xin một like nha. Bật chuông thông báo lên nha mọi người. Các bạn bật chuông thông báo lên á, để mỗi lần mà Kit ra video nè, hay là mình có sự kiện gì đó hot cho mọi người á, thì mọi người sẽ được tham gia sự kiện sớm nhất này. Đó thì các bạn nhận quà sớm nhất. Ồ, hay dữ vậy trời. Ba kill one shot luôn mọi người. Bây giờ C4 bắn one shot lên tầm cao mới rồi. Quá hay luôn. Giống như là hôm nay nè, Kit mua hai VIP tặng cho mọi người á. Hay là cực kỳ VIP luôn mọi người. Nó chỉ có 250-300 ngàn thôi. Nhưng mà là VIP nha, tại vì cái shop của mình á bán giá rẻ lắm mọi người. Hay quá, kéo lục cũng tốt nè mọi người. C4 bắn lục tốt quá. 250-300 ngàn. Nhưng mà toàn VIP mà. Giá nó không cao lắm mọi người. Hôm nay mà bạn nào có bật chuông thông báo luôn á, thì chắc là bây giờ các bạn đã nhận được 2 nút VIP đó của mình rồi đúng không? Quá sướng luôn. Hay quá, clear team cực tốt luôn mọi người. C4 là highlight của C4 là toàn là cân team mà, cân 3, cân 4 mà. Mình thấy là cây Scar tình yêu này. Scar tình yêu với lại cái cây đẳng cấp Titan mọi người. Là hai con mạnh nhất của Scar rồi này. AK thì mình có là AK rồng lửa. Rồi mà 4A1. Cứ lộn 1014 hoài mọi người. Mà 4A1 thì mình có là mà 4A1 kim sư điểu này. Shotgun thì mình có đôi mắt tử thần mọi người cũng mạnh. Hay là cái khẩu gì đó. Cái khẩu gì mới vừa ra đó mọi người, trong quay chế tác đó. XM8 thì chúng ta có XM8 quái thú nè mọi người. Nói chung là rất là nhiều skin mạnh luôn. Hình như là C4 có hết á. Hôm nay mình thấy là C4 có hết đó mọi người. Bơm kèo rất là nhanh nha mọi người. Siêu nhanh luôn. Nãy giờ Kit thấy là C4 bắn cái khẩu màu 887 hơi nhiều á. Shotgun one shot này. Rất là hay mọi người. Mình thấy là dùng cái khẩu này cũng hợp lý đấy. Cực kỳ hợp lý luôn. Tại vì khẩu này nó mạnh mọi người. Khẩu này nó mạnh với lại dễ bắn nữa. Không dạy gì mà không dùng mọi người. Sắp tới là nó ra cái skin skin huyền thoại của khẩu màu 887 này. Thì mình nghĩ chắc là cái skin đó nó sẽ là skin mạnh nhất ở trong game mình đó mọi người. Skin mà shotgun ấy. Tại vì nó sẽ trả về cái trạng thái mà gần bằng, gần giống như ban đầu mọi người. Trạng thái gần giống như ban đầu của khẩu 1887 á. Cái trạng thái ban đầu mọi người là mạnh nhất rồi đó. Mình nghĩ chắc là nó không bằng cái lúc đầu đâu, nhưng mà nó sẽ cỡ cỡ đó. Nó sẽ nhanh cỡ cỡ đó mọi người. Tốc bắn nó nhanh nhanh cỡ đó. Là nó mạnh lắm rồi đấy. Highlight C4 chất lượng mọi người. Ở Việt Nam của mình thì Kit thấy là highlight của C4 là chất lượng nhất rồi mọi người. Kênh C4 là chuyên làm về highlight. Là mình thấy là một trong những kênh highlight mà chất lượng nhất Việt Nam rồi đó. Ngoài ra thì còn có kênh của Bolo nữa. Mà Bolo thì chơi bằng PC. Còn C4 thì bắn iPad mọi người. Mỗi người thì có một cái hay riêng. C4 thì bắn theo kiểu của Thái Lan á. Mình thấy là mấy ông Thái Lan mắc cười lắm mọi người. Mấy ông vui tính lắm. Hay qua mấy kênh highlight Việt Nam mình này. Ồ, cái pha này thủ nè mọi người, phải chữ này chứ. Lên tuốt nóc ở trên này luôn. Mình thấy mấy ông bên Thái Lan á, mấy ông kiểu như hay qua bên cái kênh Việt Nam mình này. Comment qua mấy kênh của C4 nè mọi người. Kênh của Bolo đấy. Ghi là you are number one. You are number one. You are the best. You are the best one shot. Tùm lum tùm la hết trơn mọi người. Mà mắc cười lắm. Mấy ông dùng Google dịch á. Hay quá. Mình thấy là C4 hay ghi mấy bình luận của hình như có 31 thì phải. Rồi Bolo đó. Bolo thì hay ông Rook á. Ông Rook Rocken hay comment mọi người. Hồi nãy là Kit nói nhầm mọi người. Sorry mọi người nha. Là Bolo mới chơi theo kiểu của Thái Lan. Bolo là bắn theo kiểu của người Thái Lan. Bắn theo kiểu nhấp nhô này. Với lại one shot mọi người. Kéo tâm. Bắn giống giống như kiểu của bên Rook Rocken nữa. Còn C4 thì bắn theo kiểu của Việt Nam mình. C4 thì đặc trưng Việt Nam mình rồi. Cách bắn Việt Nam mình là nó khác biệt lắm mọi người. Hay quá.
3 ngày bắt như vậy là quá tốt mọi người, cực kỳ là hay luôn. Không biết là mùa này C4 tỷ lệ headshot bao nhiêu ta? Chắc cũng 80% mấy ha mọi người, cũng cao ha. Bắn hồi nãy giờ toàn headshot không à. Đấy, rất là hay ha. Cái vòng quay mà kim sư điểu đó mọi người, mà 4A1 á, cái đó là nó ra cho mình là 7 ngày mọi người, một tuần. Từ ngày hôm nay đến ngày 5 tây tháng 9 á, là nó sẽ hết sự kiện đó. Nên là các bạn nào mà muốn có cái skin mà 4A1 đó đó, cộng thêm là AK rồng lửa này, hay là Skeleton New, hay là khẩu XM80 thú á, với lại những cái khẩu shotgun khác nữa thì các bạn nhanh tay nha, chứ không là nó sẽ hết sự kiện đó mọi người. Mình thấy lần này Refire cho ra một cái sự kiện mà rất là nhiều cái skin súng hot luôn. Mình không được súng này cũng được súng kia mọi người. Hồi nãy tại vì mình quay 4 khẩu lận nên là mình mới tốn nhiều kim cương. Còn nếu mà các bạn lấy 1-2 khẩu thì nó sẽ ít kim cương hơn. Ồ, kéo toàn áo đỏ không mọi người. Hay quá. Hèn chi là hôm trước cái thấy là có video nào rần rần cái vụ mà C4 hết rồi nè. Bắn giống hết quá trời mà, đúng không? Toàn headshot không à. Hay quá. Hay quá, 2 kill. 3 người, 4 người luôn. Cái pha của C4 là toàn là cân 4 mọi người, cân 3, cân 4 không à. Ôi, bạn kia hơi bị tỉnh vậy. Ông thần C4 còn đứng ở đây mà dám cúng người. Rất là gắt nha mọi người. Việt Nam mình là C4 được người nước ngoài bàn tán nhiều lắm ấy. Các bạn mà xem cái kênh của Wasim ấy, Wasim thì ông đó bên server của Salute mọi người, Salute MENA Trung Đông, thì mình thấy là ông đó chuyên reaction video, hay có reaction của video của C4 này, cũng có 2-3 video rồi. Do bắn hay quá người ta mới xem mọi người. Bắn dở ai xem đâu. Ok, và chắc có lẽ là ngày hôm nay đó Kit sẽ dừng video đây thôi mọi người ơi. Và các bạn đừng quên ủng hộ cho Kit bằng cách like video nha, đăng ký kênh nè, bật chuông thông báo lên nha, để nhận quà được Kit nha mọi người. Và comment blue blah vài cái bên dưới để ủng hộ cho Kit nha. Nói hoài mà không ai giúp tôi ráo, buồn dễ sợ đó mọi người. Còn bây giờ thì chúc mọi người một ngày thật là tốt lành nha. Tạm biệt tất cả mọi người này. Bye bye nha.